Trong một thời gian cũng khá lâu, anh chị em chúng tôi vắng mặt vào ngày hôm nay chương trình Tất Đất Tất Vàng với anh Bình Trần. Anh là từ công ty Click Mortgage và cái đó là cô Loan Officer và Realtor rất là khả ái xinh đẹp của chúng ta, đó là cô Lily Thảo Lưu. Và bên cạnh đó là anh Kevin Huỳnh, anh là Broker. Chính thức xin chào tất cả các anh chị trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Em chào chị Văn Anh, chào Lily. Chào Kevin. Dạ mình xin kính chào quý vị khán giả của Zoom ngày hôm nay ha. Vâng, quý vị và các anh chị, trong thời gian gần 6 tháng vừa qua, chúng ta ở cư dân California là shelter in place, mọi sinh hoạt chúng ta bị đảo lộn. Có rất là nhiều người không còn việc làm cũng như là không có chỗ để làm. Thì trong ngành địa ốc của chúng ta trong thời gian vừa qua, nó đã có những cái xáo trộn và những cái thay đổi như thế nào? Và đó là lý do ngày hôm nay anh chị em chúng tôi họp mặt lại với nhau để cùng chia sẻ những kinh nghiệm của chúng ta trong suốt 6 tháng vừa qua. Thì trong không biết là trong thời gian vừa qua anh Bình, những cái thay đổi của anh trong thời gian shelter in place như thế nào? Dạ, thì nói chung thật sự là đây là một cái năm tương đối, nói chung là nó có nhiều cái điều mới lạ nó xảy ra quá đó chị, đúng không? Có nghĩa là giống như là mình thật sự mình không có biết, không bao giờ trong cuộc đời mình có thể chuẩn bị cho những cái chuyện nó xảy ra như thế này. Nhưng mà nói chung ban đầu thì mình hơi bị sốc tí xíu, nhưng mà rồi từ từ thì nói chung tương đối cũng quen rồi, từ từ cũng ổn định. Thì cái vấn đề lớn nhất đối với tụi em có nghĩa là cái công việc của bên em thì thật sự mà nói là một điều may mắn, có nghĩa là trong cái khoảng thời gian mà bị cái COVID này đó chị, thì ngược lại đường cái là tại vì tiền lời thấp cho nên tụi em có rất rất là nhiều việc để mà làm, tại vì rất là nhiều khách vẫn muốn tái tài trợ hoặc là đi mua nhà để mà lấy được cái quyền lợi khi mà tiền lời nó thấp đó chị. Cho nên cái cuộc sống thì nó thay đổi, nhưng cái công việc thì nó lại cũng thay đổi mà theo hướng tốt hơn, cho nên tính ra là cũng có sự may mắn trong đó chị. Cho tới bây giờ thì giống anh Bình cũng nói đó là chúng ta cũng đã quen rồi ha. Cái sự lo lắng, sợ hãi của chúng ta cũng như là mọi người nó cũng dần dần cũng không còn nữa. Khi mà đi ra ngoài thì sinh hoạt cũng từ từ trở lại bình thường, phải không Lily? Dạ, đúng rồi chị. Em thấy là bây giờ là mọi người đi ra ngoài đường nhiều hơn, vẫn đi ăn trưa, ăn tối, tại vì những nhà hàng họ vẫn mở những cái chỗ ở ngoài để cho người cho khách họ vào ăn, hay là một số tiệm nail thì họ vẫn làm cái parking lot thành những cái chỗ mà để cho khách có thể làm nail. Thì giống như là mình cũng đang từ từ adapt với lại cái cuộc sống chung với COVID, tại hiện tại thì mình cũng chưa kiếm được vaccine, thì em nghĩ từ đây tới lúc đó thì mình vẫn phải là gọi là sống chung với lại adapt với nó. Vâng, anh thấy là anh Kevin hình như cũng có đi chơi phải không? Có đi giả ngoại, có đi du lịch không anh? Mùa này nó du lịch chị, ở nhà kiếm cố gắng làm trốn COVID chứ đâu dám đi du lịch. Ảnh đi chụp hình nhiều hơn á chị ơi, ảnh đi ảnh chụp hình không à? Dạ, bây giờ em lên tay. Ảnh là side shot, ảnh là photographer chị. Như vậy thì anh phải share nhiều hình với lại quý vị khán giả. Như vậy thì ba anh chị là coi như là trong thời gian vừa qua không có bị thất nghiệp. Như vậy thì chúng ta hết tình hình địa ốc nói chung tại Hoa Kỳ cũng như tại California và chúng ta như thế nào anh? Em được biết là trong thời gian vừa qua có rất là nhiều người bị ảnh hưởng rất là trầm trọng, không còn việc làm, có đôi khi là mất luôn việc làm nữa, bỏ luôn cái business tại vì không có tiền để mà trả tiền rent. Nhưng nhà thì lại khó mua, thì các chị em có thể cho biết là lý do tại sao? Ok, thì thật sự thì COVID này cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Là có người không có việc làm thì có người cũng có vẫn phải trả mortgage, phải xin cái bearing. Thì cái bearing thì để lát anh Bình thì nó đi nói chuyện, thì em thì về địa ốc thì em sẽ nói về địa ốc thôi. Thì thật sự địa ốc San Diego mình trong vòng mấy tháng nay nó bật là sốt, như
em nghĩ á là nó sẽ level down chút xíu, và thực sự nó không phải như vậy. Tại vì một đó là cái số người đi kiếm nhà vẫn còn rất là nhiều và công việc còn làm rất là nhiều, thì đâm ra vậy á, nhà thực sự em bỏ offer vô rất là nhiều và get beat out rất là nhiều. So cái số mà người đi kiếm nhà còn rất là nhiều, vậy Văn Anh. Dạ, em không thấy cái trường job đã ảnh hưởng cho khách năm nay đâu. Dạ, và vì tiền lời xuống thấp phải không đi? Dạ, tiền lời thì còn đang rất là good chị. Vừa rồi đó là không biết là chị Văn Anh có nghe về cái chuyện mà cái tiền phải họ phải muốn bỏ thêm 0.5% cái loan amount là một cái fee á, thì tại vì bởi vì có cái nhiều người người ta làm quá, nhiều người làm refinance, thì thành ra là vừa rồi á là cái 0.5 đó người ta mới ra hình năm tuần trước phải không Minh Bình, nhưng mà bây giờ thì delay phải không, delay cho tới December. So em không biết là đã confirm chưa, thì mấy bữa nay vẫn đang đợi update, tại vì cái tình hình hiện tại bây giờ nó cứ thay đổi hoài chị, cái guideline của bên bên lending á, nó thay đổi thường xuyên, cho nên là bọn em cũng phải update every day. Nhưng mà tiền lời nó vẫn còn thấp so với những năm trước, cho nên những ai còn việc làm hay là ổn định thì mình cứ refinance, nếu qualify thì cứ refinance, còn về purchase thì nếu như mà đã để dành được một số tiền rồi, đủ down payment và qualify thì mình cứ nên đi mua nhà, mặc dù là nhà như anh Kevin nói là ít ít nhà nhưng mà nhiều người đi mua. Nhưng mình đâu biết được, mình mua nhà cũng có cái duyên. Thì nếu như mình win được cái offer thì why not, mình cứ move forward thôi. Dạ. Yeah. Vâng, thưa quý vị và các anh chị, ai cũng biết là tiền lời bây giờ đang xuống rất là thấp, nhưng mà thấp như thế nào. Và cái điều kiện để mà mình refinance hoặc là khi mình mua căn nhà với cái tiền lời thấp hiện nay như thế nào thì xin phép. Thì chị Văn Anh, để em nói nghe, để em verify lại cái information mà hồi nãy Thảo nói nha. Thảo, thứ nhất là cái vấn đề mà chạc mà nửa phần trăm cái cost của government mà bỏ vô trong cái loan vào tuần trước đó, thì đã chính thức effect, có nghĩa là đã lấy ra rồi, có nghĩa là sẽ không chạc vô cái loan nào cho tới đầu, cho tới cái tháng 12, cho nên coi như là mọi thứ trở lại bình thường rồi đó. Điều này có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là tiền lời mình sẽ thấy rẻ hơn, là tại vì một tuần trước khi mà cộng vô nửa phần trăm cái tiền cost á, nó làm cho tiền lời lên cũng khá nhiều, cho nên nhiều người họ sợ. Nhưng mà tụi em nghĩ tới thời điểm này thì có lẽ là mọi thứ đã bắt đầu quay lại bình thường, mặc dù thật sự tiền lời so với hai tuần về trước thì có thể là nó nhích hơn lên tí xíu, nhưng mà thật sự nói vào cái thời điểm này chị, cái tiền lời quá thấp. Thấp, có thể là mình, em làm cái nghề gần 20 năm rồi em chưa bao giờ thấy tiền lời thấp tới mức độ này chị ạ. Wow. Cho nên đó là một điều rất rất là tốt cho cái thị trường về buôn bán nhà cửa. Như Kevin cũng biết đó, Kevin làm nghề này biết đó, trời, bây giờ mua nhà cực kỳ khó chị. Bản thân em cũng đi kiếm nhà mà em kiếm hoài em kiếm không được. Em đợi nhà 5 triệu xuống 1 triệu mà nó không bao giờ nó chịu xuống á. Cho nên giá nhà không thể nào mà nó xuống cái kiểu đó được hết đó, chị không? Nhưng mà em thấy có cái kinh nghiệm mà thấy nhà lên. Nhưng mà một lý do là tại sao mà rất là nhiều người mua nhà đó là chị. Thì mình cho một thí dụ điển hình đi. Một cái người khách mua căn nhà 500 ngàn một năm về trước, thí dụ mình mua một cái căn 3.5 phần tiền lời đi, thì có thể là mình trả cái payment so với năm nay, thí dụ là người nào đó lấy được 2.5 là 1% khác biệt, đúng không chị? Thì 1% khác biệt có nghĩa là cái tiền lời xây xích trên 500 ngàn có nghĩa là khoảng 5 ngàn, thì mà 5.000 chia ra là cũng khoảng 400 đồng một tháng. Có nghĩa là mình xếp được 400 đồng một tháng, mà 400 đồng một tháng hiện giờ á, là tương đương với mình có thể mua thêm một cái căn nhà giá trị cao hơn gần cả 100.000. Cho nên đây là cơ hội, mà không những tiền về lời mình thấy rẻ, mà mình cái tuy giá nhà, tự nhiên cái giá nhà mình thấy nó rẻ. Tại vì cũng một cái căn đó, thí dụ năm trước mình mua 500.000, năm nay mình có thể mua căn 600.000 mà mình trả cái tiền lời cũng trả cái payment tương đương, nó giống nhau. Rất là hay. Cho nên thực sự ra khó, nhưng mà đây cũng là một cái thời gian rất là tốt để chúng ta mua nhà, phải không các chị?
Tại vì có nhiều người đúng dạ, tôi nghe nói là ô chỗ mua nhà khó quá, hot quá, thôi mình chờ đi, rồi có thể là sẽ dễ hơn, sẽ có nhiều nhà hơn, rồi sẽ dễ dàng mua hơn. Thì các chị thấy là như thế nào? Nếu mà mua em, được thì cứ chờ đợi. Em thì em nghĩ như như chị nói, vào cái thời điểm này thật sự là khó thì đúng, thật sự nó thẳng câu làm cái nghề của tôi. Em vào thời điểm này thật sự như Lily nói hồi nãy á, luật lệ thay đổi liên tục chị. Có nghĩa là ngày hôm nay nó ra luật này thì ngày hôm sau nó ra, ra cái luật khác thay đổi luật, cho nên tụi em cũng chống mặt cái vấn đề này lắm. Nhưng sáng ra chung, là thấy cái news rồi thấy mệt rồi. nhưng mà vẫn phải làm thôi, cái nghề của mình. Cho nên nhưng mà những cái người mà họ vẫn đi làm bình thường, W2 nhận paycheck đàng hoàng, thì cái sự ảnh hưởng không nhiều bằng những cái người mà giống như tự làm chủ cho bản thân mình, self-employed, là tại mình đâu có biết khi nào bị shut out. Cho nên đang giữa chừng làm cái lon cái bị đóng cửa một cái là tụi em bị khựng liền. Cho nên cái đó là một cái khó khăn trong cái vấn đề cho vay mượn vào thời điểm này. Nhưng ngoài ra thì những thứ khác đều tốt hết, tiền lời thấp, nhà thì bị khó khăn cái là không có nhiều nhà để mà mua, là tại vì ai cũng đi mua nhà hết, đúng không Kevin? Bây giờ chị nghĩ đi, Senegal mình ở dưới chỗ khu Oprah mình riêng thôi, chỉ có 11-12 căn nhà, mà ngoài đó bao nhiêu người muốn đi mua nhà ở khu Oprah đó, đâm ra là ra nhà ra mà chị không trả 20-30 ngàn lên là chị mua không được. Bình thường lắm, Sam T cũng vậy. Một số khu là nó hot là nó hot lắm chị, và giống như là dưới khu anh Kevin mới mentioned rồi, Sam T, even Temecula. Temecula trên trên Temecula hồi xưa là nhà khoảng 400, bây giờ là cũng là lên một cái là lên 430, 440, 450 là nó bán giống như là nhà mà giống như là chị tưởng tượng mà giống như phải giành giật nhau vậy á. Orange County cũng vậy, trên thậm chí trên Orange County cũng vậy. Trời, thấy nhà những căn nhà mà trả lên 700-800 mà trả lên 50 ngàn, cả 100 ngàn cũng có, thậm chí cả 100 chưa mua được nữa. Tại vì không hiểu sao có nhiều người vẫn có tiền mặt đi mua nhà chị, cash, trả cash. Chúng ta cũng mừng cho những người mà có cơ hội để mua nhà trong lúc này. Lily ơi, bên anh biết là Lily là một người loan officer, cũng là một người làm về realtor trên video. Thì trong suốt 6 tháng vừa qua, Lily có giúp cho đồng hương của chúng ta về những cái tiền hỗ trợ cho trong chương trình của chính phủ về COVID-19, ví dụ như SBA đó. Rồi nếu mà những người nào mà họ đã xin những cái trợ cấp chính phủ, tiền loan SBA đó, thì bây giờ nếu mà họ muốn refinance nhà lại hoặc muốn mua nhà lại thì nó có bị ảnh hưởng như thế nào không? Về cái SBA á, thì khi mà Lily cũng có vài người khách đó chị Văn Anh, là họ là self-employed, như họ có own tiệm nail and restaurant, thì họ trong cái thời điểm này thì họ xin cái tiền mà trợ cấp về cái vì bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Thì trong cái credit report đó, nó sẽ show là cái SBA loan, thì lender họ sẽ hỏi về cái document đó, và này em không biết là có phải apply với tất cả lender không, nhưng mà với những cái lender bọn em đang làm á, thì nó họ sẽ hỏi về cái loan agreement, rồi cái tiền monthly payment á, thì họ sẽ tính là một cái nợ, thì họ sẽ cộng vào trong cái total nợ của người khách. Thì hồi ban đầu á, thì họ không có consider, họ không có tính cái con số tiền đó, nhưng mà bây giờ thì bắt đầu là cộng vào, có nghĩa là ngoài những cái nợ hiện tại của khách á, thì nếu như mà khách có mượn cái SBA loan á, thì sẽ vẫn phải tính cái con số đó vào trong cái tổng cộng tiền nợ của khách. Và bên cạnh đó đó, anh Bình hồi nãy mình có nói về cái forbearance, anh Bình có muốn nói thêm về cái vấn đề không? Dạ đúng rồi, thì chị biết vào cái khoảng cái trường hợp này, vào khoảng 3 tháng về trước thì chính phủ có ra một cái điều luật là những người homeowner được quyền gần như là không cần phải trả payment 3 tháng. Thì có rất là nhiều người khách của tụi em gọi là apply và được approve. Nhưng có một điều, để em nói trước cái vấn đề tốt, vấn đề xấu nha. Cái tốt có nghĩa là không có trả payment. Cái thứ hai nữa là thật sự là nhà băng không có báo lên trên cái credit report là payment bị trễ. Nhưng cái điều xấu ở đây có nghĩa là như thế nào, là có nghĩa là mặc dù họ không có báo là trễ, nhưng trên cái credit report sẽ là ghi là chữ forbearance hay là deferment.
Có nghĩa là mình có những trường hợp là họ nói sau 3 tháng phải trả lại, có những trường hợp là họ nói là cái đó để vào cuối cái term của cái loan của mình thì trả hết một lần. Ok. Nhưng cái khó khăn của những người khách này là khi họ đi ra họ mượn tiền một mua nhà thêm hoặc là tái tài trợ, thì gần như là những nhà băng mà tụi em làm việc họ muốn biết một điều là bắt người khách mình phải trả những cái payment đó trước, trước khi họ làm lại cái loan cho mình. Mình phải chứng minh là những cái payment mình đang thiếu nợ phải trả. Không những là cái căn của mình không, mà tất cả những cái căn nào mà mình đang đứng tên hoặc là đang thiếu trên đó. Thì cho rõ ràng tí xíu về vấn đề. Anh cũng biết là anh là một broker, bên cạnh đó anh cũng là một người chuyên viên về properties managers. Vì với một người landlord như vậy đó, anh cái khó khăn như thế nào là tại vì những người vừa qua đó, những cái tenant có khi là họ không có khả năng để trả tiền. Thì với kinh nghiệm của cá nhân anh trong thời gian qua như thế nào? Thì về cái property management và cái tenant thì mình cũng phải thông cảm, nói chung là phải thông cảm chứ không phải là mình phải ép người ta trả. Tại vì ở chỉ biết là chính phủ ban lệnh rồi, nó là không có eviction được trong vòng một năm. Thì mình thường thường mình work with tenant trước là khi mình cố gắng mà hỏi là trả được bao nhiêu tiền, còn bao nhiêu tiền còn lại có thể góp sau này. Nhưng mà at the same time mình không có làm được gì với tenant hết, cũng ảnh hưởng nhiều lắm anh chị. Nói tóm lại đó ba anh chị, như vậy thì những người tenant mà họ không có khả năng để trả tiền đó thì chỉ là sự giao kèo giữa người chủ nhà và người thỏa thuận như thế nào thôi, chứ nếu mà chúng ta thiếu thì rồi chúng ta cũng phải trả không. Thì hồi tháng 2 tuần trước thì ở City of San Diego đã cho một cái program nó gọi là rental assistant program. Thì mấy người mướn nhà thì có thể apply cho cái tiền loan grant đó để giúp trả lại cho người chủ nếu mà cái số nợ mình thiếu. Thì khúc mà mình đang có mấy cái tenant đang làm cái đó mà hôm nay mình chưa nghe người nói gì. Câu hỏi kế tiếp cho Lily. Có rất là nhiều những thông tin, tại vì trong thời gian vừa qua thì ai cũng nghỉ ở nhà có rất là nhiều thời gian rảnh hơn là lúc trước. Và cũng có rất là nhiều những cái tin tức từ trên mạng hoặc là truyền tai nhau, nhà mắc như thế này, tình hình đéo như thế này thì ước mơ mà có một căn nhà có thể là sẽ tan thành mây khói. Với cái kinh nghiệm của Lily, Lily thấy như thế nào? Tức là nếu mà chúng ta có khả năng thì San Diego vẫn là một cái nơi rất là thành phố của mình là có rất là nhiều những gọi là rất là về như thứ nhất là chị thấy rồi, thời tiết rồi mình muốn đi biển có biển, muốn leo núi cũng có núi, nghĩa là tuần nào cũng có activity, nghĩa là có rất là nhiều thứ để mà mình enjoy cuộc sống của mình. Và cái lương thì ở đây cũng có rất là nhiều công việc tốt, nhất là về kỹ sư. Em thấy như những cái thành phố khác trong California thôi, giống như San Jose, San Francisco, ở trên đó đó thì of course cái lương của họ làm sẽ cao hơn, nhưng mà nhà cũng rất là cao. Thì thành ra là em thấy dần dần những người ở trên đó mua về riêng California thôi, mua xuống mình rất là nhiều. Còn em chưa nói là những tiểu bang khác nữa, thì như là những tiểu bang khác họ kiếm được job ở San Diego, họ lại càng mua về San Diego nhiều hơn. Thì em thấy là như cái tình hình bây giờ bắt đầu là em đã thấy traffic trở lại rồi, thì em nghĩ là cái số người mà mua về San Diego sẽ tương lai sẽ còn nhiều hơn, và cái thị trường nhà đất á thì sẽ còn hot hơn. Tại vì với cái giá bây giờ hiện tại 600-700 là những cái khu mà tốt đó, thì em thấy là cũng đã rất là nhiều người muốn vào rồi, thay vì phải bỏ ra hơn 1 triệu để đi lên như trên San Jose, San Francisco. Nhưng mà cái công việc của họ thì họ vẫn với cái lương tiền thì vẫn affordable chị. Thành ra em nghĩ San Diego của mình rất là potential trong tương lai. Thành ra là nhà thì em nghĩ nó sẽ tiếp tục nó lên chứ nó không có xuống. Thì nói chung giống như chị Văn Anh nói về những cái vấn đề của những cái vấn đề chuyện xảy ra trong nay, thì cái chuyện đầu tiên mà mình muốn nói ở đây là mọi người nên cẩn thận, giữ gìn sức khỏe là quan trọng nhất. Tại vì cái đó là cái vấn đề nhất thiết nhất là về vấn đề sức khỏe. Vào thời điểm này đi ra đường thì chịu khó, nói chung là đeo mặt nạ nhiều tí xíu, thường xuyên tí xíu, rửa tay. Đó là cái chuyện đầu tiên mà mình khuyên mọi người nên làm.
Đó, thứ nhất. Còn thế vấn đề thứ hai về vấn đề như mình hồi nãy nói về vấn đề địa ốc, vấn đề mà cho vay mượn, thì đúng, nó có những cái khó khăn khi mà mình làm loan vào cái thời điểm này. Nhưng mà thật sự cũng là do mình thôi. Nếu mà thật sự mình có sự chuẩn bị kỹ càng, mình chuẩn bị trước trước khi mình đi apply một cái loan hay cái gì đó, mình có sự chuẩn bị rõ ràng hơn. Thay vì hồi xưa mình có thể có nhiều người khách có thể là nhảy vô có thể mua nhà liền, nhưng mà bây giờ trước trước tiên đó thì nên có sự chuẩn bị. Thứ nhất là về vấn đề tài chính của mình, cái thứ hai nữa là mình nên ngồi nói chuyện với một cái người địa ốc có kinh nghiệm để làm chi, để mình có những cái plan khi mà mình quyết định mình ra một căn nhà thì những cái giá nhà mình phải bỏ vô làm sao để mình win được những cái offer. Thì là những cái đó thì mình nghĩ là vào thời điểm này nói khó thì thật sự là khó, nhưng mà nếu như mình có sự chuẩn bị kỹ càng thì mình nghĩ sẽ không phải là một vấn đề đâu chị. Thì Kevin cũng khuyên mọi người, với con mình nói là just be careful out there, tại vì cái COVID này nó rất là nguy hiểm. Em cũng có nằm trong cái chương trình, cái vấn đề đó là có người bị bệnh này kia, rất là serious. So first là phải rửa tay kỹ càng. At the same time thì tình hình địa ốc thì đầu tư thì để theo mình nói, nếu mình chuẩn bị kỹ càng rồi, và kiếm một người đầu óc mà nhiều năm kinh nghiệm và hiểu cái market, thì em nghĩ cơ hội đầu tư cũng vẫn ok nếu mà anh chị muốn. Vâng. Lily. Dạ thì anh Kevin cũng nói những cái ý chính rồi. Em chỉ muốn add thêm một cái, đó là về cái forbearance. Thì thật sự là có một vài người khách của em là họ không có hiểu rõ là cái đó là để hỗ trợ cho cái tiền mortgage của khách. Thì có nhiều người cứ nghĩ là mình chỉ apply thôi, họ không có biết rõ là cái forbearance nó ảnh hưởng như thế nào. Thì họ vẫn có khả năng trả tiền mortgage hàng tháng, nhưng mà tại thấy bạn bè mình ai cũng apply rồi, ai cũng lấy cái forbearance thì làm theo. Thì em chỉ muốn khuyên là nếu như mà mình có cái dự định mà sẽ refinance hay là mua nhà purchase, thì mình nếu có khả năng trả cái tiền mortgage hiện tại của mình thì mình cứ trả, chứ đừng có apply cho cái forbearance. Tại hiện tại bây giờ thì em thấy là vẫn còn được apply cho tới tháng 10. À, như anh vừa nói là 3 4 tháng thì tiền nhà lúc đó 6 7 ngàn, thì muốn làm refinance cũng phải trả cái số tiền đó ra trước thì mình mới làm refinance được. Nói tóm lại là nếu khuyên một người người là nếu như mà có khả năng trả payment thì thôi đừng có defer. Tại vì mình cứ trả bình thường đi, tại vì trước sau gì cũng phải trả. À, chẳng qua nếu mình trả, mình tiếp tục trả bây giờ thì nó sẽ không ảnh hưởng tới những cái gì mình muốn làm trong thời gian gần này. Dạ. À, cảm ơn các bạn rất là nhiều trong buổi họp mặt ngày hôm nay, xong suốt mấy tháng trời chúng ta tạm hoãn. Cảm ơn chị Lý lắm của quý vị và các bạn, và mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục trở lại để gửi đến quý vị khán giả những cái thông tin mới nhất về lĩnh vực địa ốc cũng như là tất cả những lĩnh vực gì về đời sống chung quanh ta ha. Lần sau chắc mình làm đỡ rớt cái lòng để anh mình ha. Dạ đúng rồi. Cảm ơn chị Lý lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin hôm nay chào tạm biệt. Bình xin kính chào quý vị trên Zoom, chào chị Văn Anh và tất cả mọi người. Giữ gìn sức khỏe nha. Cảm ơn. Bye. Bye. Bye.